Chào các bạn, đây là Mi Band 4, cái vòng đeo tay theo dõi sức khỏe mới của Mi Band. Cái này nó có ở Việt Nam rất là nhanh, chỉ khoảng độ một ngày sau khi giới thiệu Trung Quốc mà thôi. Các bạn thấy là bên trong hộp nó có những phụ kiện rất là cơ bản thôi. Chiếc Mi Band 4, tài liệu bằng tiếng Trung. Đây là cái cốc sạc cho cái Mi Band 4 này, giống như đời trước thôi, cổng USB-A. Các bạn thấy là về thiết kế thì nó không khác nhiều so với Mi Band 3 đâu. Chúng ta vẫn có một cái vòng với lại hình viên thuốc con nhộng ở đây. Kích thước trọng lượng thì nó cũng tương đương như Mi Band 3, hoặc là nó cũng có khác biệt nhưng mình không thể nhận ra khi mà mình cầm hoặc là mình đeo trên tay. Đáng chú ý thì các bạn thấy là mặt sau thì cái hai cái chân sạc của nó được chuyển sang mặt lưng. Đây là cái dây, phần dây vẫn là làm từ dây cao su mềm. Nó có 4 màu, đây là màu đen. Ngoài ra nó có nhiều màu khác cũng khá là đẹp và vui vẻ. Các bạn thấy cái nâng cấp lớn nhất đó là nó có màu sắc. Đó thì việc cái màn hình này nó có màu sắc nó quan trọng hơn là nó độ phân giải cao và nó kích thước lớn hơn so với Mi Band, theo đánh giá của mình là vậy. Tức là cái màu sắc là cái nâng cấp quan trọng nhất và đáng giá nhất ở trên Mi Band 4. Thì với cái việc mà nó được trang bị cái màn hình màu này thì các bạn thấy là những cái chi tiết, những cái nội dung nó hiển thị ở trên đó nó sẽ có sống động hơn và nó nhiều màu sắc, nó đẹp hơn. Nó không đơn giản như là những cái Mi Band 3, Mi Band 2 trước đây nó chỉ là đơn sắc nữa. Và bên cạnh đó thì với cái màn hình màu này thì các bạn cũng có thể là chỉnh cho nó rất là nhiều những cái mặt đồng hồ khác nhau. Đó, ví dụ mình đang chọn giữa các mặt đồng hồ. Đây, các bạn thấy đây là một cái mặt mình tải từ trên kho của họ xuống cho vào cái Mi Band của mình. Mặc dù có cái màn hình nhiều màu sắc và có nhiều mặt đồng hồ nhưng mà chúng ta lại không tùy biến được những cái nội dung hiển thị trên mặt đồng hồ này. Ví dụ như chúng ta muốn nó hiển thị ngày, tháng, giờ hoặc là hiển thị số calo đã đốt thay vì số bước chân thì không được mà nó cố định. Ngoài màn hình màu thì Mi Band 4 nó còn có cái kích thước màn hình lớn hơn, đó là 0,95 inch. Tức là lớn hơn khoảng độ 40% so với Mi Band 3, cũng như là độ phân giải 120x240 điểm ảnh. Cái việc mà nó có độ phân giải lớn thì chúng ta thấy là các nội dung hiển thị ở trên đây nó rất là nét. Về cơ bản là khi mình đeo trên tay mà mình nhìn tới tầm cổ tay đến mắt mình thì mình không nhận ra những cái điểm ảnh nữa, hoặc là nếu mà quan sát rõ lắm thì mới nhìn thấy. Về các cái cảm biến thì các bạn thấy là Mi Band 4 vẫn có cái cảm biến đo nhịp tim thế hệ cũ đã được dùng ở trên Mi Band 3. Ngoài ra thì còn là cái cảm biến 6 trục, đó mới là cái cảm biến quan trọng nhất được nâng cấp ở trên cái Mi Band này. Thì với cảm biến đó nó sẽ giúp cho cái máy, cái thiết bị của chúng ta nó đo được những cái chuyển động và để nó tính toán những cái chuyển động và những cái bộ môn thể thao mà chúng ta luyện tập. Sáng nay mình có thử đi bơi với cái Mi Band 4 này thì mình thấy là nó nhận diện rất là tốt những cái kiểu bơi của mình. Ví dụ như mình bơi ếch hay là mình bơi sải thì nó cũng đều nhận ra và nó đo khá là chính xác cái quãng đường mình bơi cũng như là cái lượng calo. Đây là mình so với lại cái Apple Watch mình đang sử dụng. Ở trên cái giao diện chính này thì cái mặt đồng hồ của các bạn vuốt lên trên và vuốt xuống dưới để chuyển qua những cái phần, những cái tính năng khác. Ví dụ như mình vuốt xuống dưới thì nó sẽ vào cái trạng thái đo cái số bước chân, cái quãng đường cũng như cái calo mình đã đốt trong ngày hôm nay. Với cái tính năng nghe nhạc thì các bạn đã có thể sử dụng Mi Band 4 để mà chuyển qua bài hát hoặc là tăng giảm âm lượng với những cái nhạc mà chúng ta đang nghe ở trên cái điện thoại kết nối với cái máy này. Đó là cơ bản về Mi Band 4, một cái vòng đeo tay giá rẻ nhưng mà có nhiều tính năng, màn hình màu và cảm biến bên trong nó hỗ trợ nhiều bộ môn luyện tập và nhiều cái kiểu luyện tập hơn. Về thời gian pin thì theo như Xiaomi công bố thì cái phiên bản không có NFC nó sẽ có thời gian pin là 20 ngày và nếu mà có NFC nó giảm còn 15 ngày mà thôi. Dù sao thì nó là một con số rất là tốt rồi, dùng nửa tháng chúng ta mới sạc một lần. Mà mình sẽ dùng thêm cái Mi Band 4 ở trong vòng vài ngày nữa để xem có gì chia sẻ với anh em không, và sau đó mình sẽ tặng lại cái Mi Band 4 này cho anh em. Cảm ơn.